Hello chào các bạn, mình là Waterbot Fun đây. Đây, mình mới đăng cái video khịa cái đứa cái bàn Waterbot Việt Nam gì gì đó trên Facebook. Và có bạn như khịa vô là thách đấu mình liền. Ôi mình đâu có rảnh, mình không có kè. Trời ơi khổ quá. Tối ngày là thách đấu ngày nọ. Mệt, mình mới chơi với bạn. Mà thách đấu kiểu miệng với bạn mình cũng quan tâm. Vô chữ với là lóc, vô chữ với là lóc, cứ vậy thôi. Hôm nay lôi con Icarus, phải Skyrock được chứ. Skyrock ra chơi và thấy răng cao thì nó không còn hiệu quả cho lắm. Thì vừa quả lực nó mạnh quá. Cái lớp giáp của Skyrock là có dễ dàng bị xuyên. Thì đó, ở răng thấp thấp thì chơi Skyrock vui hơn nhiều. Còn Garrot ở trang thấp thấp nó bá lắm. Trang này thì hơi bị cùi à. Đây ám sát em này, em dơ gì nè. Đi lang thang nãy giờ. Ăn được có mạng với hai cái cọc vậy thôi là chết rồi đó. Con Garrot rồi. Rồi đó nó đi tới đâu để chiếm cọp tới đó. Giờ mẹ vô căn cứ tụi nó băm thành tương. Trời ơi đánh ghê lắm. Nó mới thông báo mình lên đang bật thầy nhưng mà chắc mình đánh bảy mấy trận là nó cho xuống lại thôi thì nó có chịu nói. Súng mình chưa lên MK2 mà súng nó lên phải 8 rồi 10 đập lại. Robot thì MK2 nhưng mà MK2 level 1 chắc phải nâng từ từ lên. Nhiều bạc quá khao không nổi. Rồi chưa, nó bắn kinh khủng chưa, chạy không được luôn mà. Nó bắn không cho chạy luôn mà. Ghê lắm. Cho nên bạn đừng có tin mấy cái video mình nói rồi. Đừng có tin mấy cái video mà một mình cân hết team này nọ. Thứ nhất là những người như vậy họ đầu tư rất lớn. Cái thứ hai là họ đau răng. Cho nên để những cái thước phim mà một mình chấp cả team địch á thì thường là dàn dựng hết rồi. Tức là họ đau răng rồi họ nâng robot lên mát rồi họ đầm đủ trò hết. Mà răng là họ đa súng răng thấp. Cho nên không có ai mà đụng tới cái cầu lông chân của tụi nó được. Tại vì bắn có chết đâu. Ví dụ như nó nâng mát con dê đi à, xong rồi nó vô răng bậc thầy 1 bắn. Không phải Chuyên gia 1 sự một gạch á. Bắn thì tất nhiên nó làm trùm rồi. Đâu có ai bắn được nó đâu. Nhưng mà chơi kiểu đó không đẹp nha. Mà dễ ăn reward lắm nha. Mình rồi mới thấy mấy đại ca đau răng rồi dê MK3 full rồi. Một mình cân tim mình báo cáo mà không phải một lá nữa, mình báo cáo một lần 4-5 lá thư cơ mà. Cho mấy bạn bớt đi chứ mẹ ơi. Nói chung làm phim cũng phải thành thật với đồng bào một chút, đừng có chơi cái kiểu mà bị bợm như vậy quá không hay đâu. Mà dân Borobot cho tụi tôi ghét nhất là mấy cái người mà đau răng bị hành gà nha, cực kỳ ghét luôn nha. Cho mấy bạn bớt đi, bớt cái thể hiện mấy cái gọi là gì thế, gọi là chơi dơ. Các bạn chơi là chơi dơ nhé. Ví dụ như mấy bạn không có đồ thì đau răng xuống kiếm đồ thì không phải nói. Thì vì cùng dân nghèo với nhau mà hiểu nhau hết á, đau răng xuống một hai răng để mà dễ thở hơn, để mà kiếm đồ từ rương thì ai nói làm gì. Mẹ dê em cặp ba mà xuống răng gì ta, răng kim cương đánh thôi mẹ. Gặp là báo cáo liền, report liền. Cho mấy bạn bớt cày một chút. Điếm, cái này chỉ điếm. Cái player Borderbot chúng tôi rất ghét cái thể loại cái này. Chơi đàn vẽ thì thôi là ghê. À, mình lo con Hima ra mình đánh nè, cái con rắn mạnh quá. Con rắn nó có đạn nổ, nó trị Titan. Nó nấp nữa chứ. Đang săn con rắn này, con quỷ này nó ấp sọt mình. Titan mình không sợ thì băng là đi. Con rắn kìa. Rắn sau lưng nó tắt vô chết. Một con rắn rồi nó hào con Titan. Chứ mình cũng nhưng mà team thua chắc rồi. Dán này là không gỡ nổi rồi. Dán này mình đứng hạng nhất luôn rồi. Nó súng cùi cơ mà hạng nhất là biết mình bắn cỡ nào. Gây đau kinh khủng lắm.
tại vì cái răng bậc thầy này thì bây giờ nó đấy nào nó đang cao, nó không là nó thấp mấy triệu đa thôi mà đứng hàng nhất được cái răng này, mà với cái vũ khí là bà tám mình phải bắn rất nhiều, nó liên tục mới được như vậy. Ở trong trận này đánh hay nhưng mà căng quá, dành từng cái cột một. Xe ráp kết thúc trận, chưa kịp gì cũng tay tành là hết, bắn hết băng đạn là chết tay tành á, mà chưa kịp hết. Cảm ơn các bạn theo dõi video nha, hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai. Thank you.